ở vòng loại World Cup 2014 thì BKMX Bình Dương đã bổ sung thêm một ngoại binh và đó chính là Philadi, một cựu công thần của Bình Dương trong những năm qua. Của Sông Lam Nghệ An, bàn thắng đã đỉnh. Đây là pha ghi bàn thứ ba của Lê Công Vinh tại Eximbank V-League năm 2013. Hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương đã chơi không tốt nhưng cũng rất đáng khen cho Lê Công Vinh, anh đã có một cú chạm bóng rất tinh tế. Phá thành công của Trần Sơn Hà. Cú đánh đầu của anh Đức và anh đã giúp cho cầu thủ BKMX Bình Dương lập lại thế quân mình của trận đấu rất bất ngờ. Thủ môn Nguyên Mạnh đã không thể làm gì được trong tình huống đó. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người đá phạt góc là Sunday và anh Đức đã chọn được vị trí, chọn được điểm. Thủ phú vẫn đang làm một điều. Bàn ra. Một pha bóng gây sức mạnh của cầu thủ áo số 10 bên phía Sông Lam Nghệ An đã làm nức lòng các cổ động viên. Thời cơ của mình với pha ghi bàn của Công Vinh. Cơ hội dành cho cầu thủ áo vàng. Kịp thời để ghi bàn thắng thứ hai cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bằng trung vệ Phạm Minh Đức. Huỳnh Cát Duy Anves. Như vậy là tỷ số đã được san bằng cho các cầu thủ BKMX Bình Dương. Thêm một lần nữa thì BKMX Bình Dương đã san bằng được cách biệt sau khi họ bị dẫn trước. Huỳnh Kesley Anves lập công. Chúng ta cùng xem lại thiếu này. Âu Văn Hoàn cũng đã bó vào trong để hỗ trợ cho cặp trung vệ của Sông. Antonio Carlos và Công Vinh. Một tình huống cố định và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có được bàn thắng với tỷ số lên 3-2. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Như vậy là bàn thắng được ghi do công của Công Vinh. Nếu thua trận này thì BKMX Bình Dương vẫn không có địa điểm nào sau 3 vòng đấu đầu tiên. Đã nguy hiểm! BKMX Bình Dương không thể có được bàn thắng gỡ hòa. Người đã có cơ hội nguy hiểm trong tình huống vừa rồi là Minh Đức. Trung vệ của BKMX Bình Dương đã lên tham gia tấn công và chút nữa anh đã làm tung lưới Sông Lam Nghệ An. Minh Đức là người đã vào sân để thay cho Chí Công.